sau khi Chu Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bị cơ quan công an khởi tố và khám xét nhà riêng. Mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh căn biệt thự khủng của gia đình ông này nằm trong khu đô thị Vinhome, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Giới buôn bán bất động sản ước tính giá trị căn biệt thự hiện nay vào khoảng 80 đến 100 tỷ đồng. Nhiều thắc mắc cho rằng liệu căn biệt thự này có bị kê biên để đảm bảo thi hành án thu hồi tài sản hay không. Câu hỏi tương tự cũng được dư luận đặt ra khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế ở Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước. Một lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho rằng các quy định về kê biên, phong tỏa tài sản của bị can ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đã khá đầy đủ, rõ ràng. Theo quy định của pháp luật, trong các vụ án gây thiệt hại lớn cho nhà nước, đặc biệt rất lớn như vụ Việt Á, số tiền các đối tượng khai kiếm lãi khoảng 4.000 tỷ đồng và hối lộ khoảng 800 tỷ đồng, cơ quan điều tra sẽ có tính toán để xác định thiệt hại của những đối tượng tham gia, liên đới trách nhiệm bồi thường. Cụ thể, nếu đó là các khoản tiền liên quan đến việc nhận hối lộ, hoa hồng như lãnh đạo CDC một số tỉnh thành thì sẽ bị cơ quan điều tra thu hồi, yêu cầu bị can nộp lại. Trường hợp liên quan đến vi phạm các quy định gây thất thoát tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn thì cơ quan điều tra sẽ rà soát các tài sản của bị can để biên kê, phong tỏa, phục vụ cho việc thu hồi tài sản sau này được đảm bảo. Vì vậy, căn biệt thự của ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long cùng nhiều tài sản khác của các ông này hoàn toàn có thể bị cơ quan điều tra xác minh, tiến hành các thủ tục để biên kê, phong tỏa.